Rồi xin chào anh em ha. Mình tiếp theo clip nãy ha. Nãy mình đang quay thì nó bị dừng giữa chừng. Mình giới thiệu tiếp. Tiếp theo là một con Makita nguyên thùng ha. Đời cổ 6911D ha. Mình bán là nguyên thùng như thế này. Nguyên thùng Makita ha. Một máy, hai cục pin, hai cái vỏ, coi như là hai vỏ pin ha, có cục sạc ha. Sạc còn vô điện các bạn. Mình bán giá 850 nha. Thì hồi nãy mình cũng chia sẻ về cái vấn đề mà Miniken rồi, thì mình bán cái giá là tương đối thôi để cho anh em về đầu tư. Thì cái con này nó không có xài nhông bánh răng hành tinh nha anh em, nó xài nhân răng xéo đây nha. Bánh răng xéo. Mình quay đi, hồi nãy mình vô miếng mở. Mà bánh răng nó xài bánh răng xéo không anh em. Thì nó truyền bằng nhông. Thì nó xài răng xéo để tăng tiết diện, tăng khả năng chịu lực nha. Đó. Cái loại này thì dạng này là cổ rồi, nó mới xài bánh răng vậy. Đời mới bây giờ xài bánh răng hành tinh hết. Bánh răng hành tinh là gì, là có mấy cái cốt để truyền vô một hai hoặc ba cái nhông quay bên một cái dành răng á, nhông nó chạy vòng vòng trong đó, người ta gọi bánh răng hành tinh. Nó cơ cấu đơn giản thôi. Thì cái con này mình để miếng keo bay em vô đây nè, cho cái motor nó khỏi lắc lắc này, nó lúc mà chạy á mình dừng đột ngột lắc lắc này nè, nó có cái phía này nhưng mà nó hơi rộng nè đó, mình chim vậy thôi chứ không ảnh hưởng gì đó. Ruột rất là mới, vỏ cũng mới luôn. Thì những cái dòng này mà mới đó thì mình mới ráng lấy ra, đẹp quá mà bỏ uổng lấy gì bán. Bán lại cho anh em xài, mấy con mới xài bền lắm, nó còn mới, kết cấu nó còn tốt lắm. Thì xài, vấn đề xài là khỏi lo, giá nó cũng hợp lý nữa mình mới lấy. Rồi mình tiến hành ráp vô. Cái này nhỏ là mạnh dữ vậy. Ráp cái đầu vô test trước, quay này bỏ quăng bơm luôn đi, dạ ráp nó lộn đâu rồi, cái ron đâu nè, ráp cái này coi miếng mỡ vô cái phần búa nữa. Làm rơi ngóc này đâu, lát mình lụm mình gắn cái quai vô đây nha, bỏ vô lon rồi mà cũng rớt. Rồi tới test hai cục pin. Đấy, có điều tốc ok hết rồi. Nên quay lại là test đảo chiều nè, đó pin cái đó mình test búa cho anh em coi nè, đảo chiều rồi ha. Do mình chưa có gắn cái rớt bắt ngõ cái bát, tại lát mình đụng mình tìm mình mở ra trong nhà mình gắn vô cho anh em coi. Thì do không có cái này nó hơi lỏng rồi, thấy không? Này, cục này vẫn chạy bình thường nữa ha, hai pin chạy hết. Nhưng mà pin Niken thì mình bán chỉ mang tính là test máy thôi anh em, thì nó sử dụng cũng được lâu đâu, nó nhanh hết pin đó. Với lại mình sạc ở đây rồi mình gửi tới anh em và vài ngày nữa nó đi hết điện đó. Giá thì một cái thân máy là hai cái vỏ pin này với cục sạc ha, mình bán là 850 thôi đó. Thì mình cũng tính luôn cho anh em đó, 850 rồi sau này anh em về xài pin này chán rồi bắt đầu mình đóng pin đi ông lên, mình đóng một cục thôi mình có tốn 500 nữa,
8 với 5 mình đóng 6 sale á. 8 với 5 13 ha. 1.350.000 là được pin li-ion á. Pin li-ion thì dung lượng nó gấp 2 gấp 3 lần pin này, là nếu mình xài hết làm cục là đủ rồi. Rồi, cảm ơn anh em. Này là cái clip tiếp theo nãy anh em mình quay bị đứng nha. Rồi mình giới thiệu là con Magita búa dầu về. Con này cũng khá mới nè, chỉ có máy thôi nha, không có vỏ pin nha. Đây thì búa dầu nó hoạt động như thế này, mình test cái độ im của nó cho anh em coi nha. Bắn cũng rất nhanh nha anh em. Tiếng thật. Nếu anh bắn bằng máy vít thường đây, mấy con cùi cùi này bắn ra nó nhỏ vậy thôi, nhưng nó cũng phát ra tiếng động lớn lắm. Tại nó xài búa đập à, búa thấy đập búa không? Con này nhỏ bắn rất là ồn ha. Còn khi do được cái búa dầu nó im. Rồi mình mở cái đuôi thang ra cho anh em coi nè, coi cổ góp thôi, chứ lại nhìn rotor rồi nó không cháy là sáng đẹp là được, không mòn biết. Giờ mở hết cái máy để lâu quá đó, thang thì mình vô thang mới đẹp á, cổ góp đây, mặt đạn rồi tốt, coi cổ góp không có mòn nha anh em. Thấy đâu đó nè, thang là mới nè, cổ góp thì không có mòn biết nha, coi người ta chữ nó còn rất là đẹp rồi ha. Cái này mình bán thân máy không vậy nha, giá là 750 nha. Đây, thân máy không vỏ pin nha, Magita búa dầu 14.4. Anh em coi thông số nè, 14.4 thân máy 750. Cho coi luôn. Có than thì nó hay cháy, lại cháy than, nó cháy rotor thôi, mình cho coi là được. Con này ngoại hình khá đẹp. Xài vít này hơi rố trớn nè. Chân cẳng rồi, đẹp lắm, cao su liền lạc ha. Con số 5 này Magita nha, búa dầu 14.4 750. Mình quay tiếp cái clip hồi nãy á, này nó ở mình chấm keo rồi hết nha anh em, không có gì hết. Đó là cao su mà. Đó. Và cuối cùng mình gửi đến em cái bộ này luôn, Magita 10.8, điều tốc đảo chiều đầy đủ, có đèn led luôn. Bộ này là nguyên bộ đó, mình bán giá 1.000.000, máy pin sạc pin luôn nha, sạc được cho pin 10.8 và pin 7.2 của cái dít gặp Magita luôn nha. Nguyên bộ mình bán 1.000.000, máy cũng còn khá đẹp ha. Pin thì pin zin chưa đóng lại nha, pin zin thì dung lượng nó có 1.300 thôi nè. À, về sau này xài hư pin này anh em đóng lại 2.500, chạy lâu lắm. Còn 1.300 này để mình làm việc nhẹ ha. Cái này cũng thích hợp làm việc nhẹ, đầu đó đây, cao su đầu còn đẹp nè. Nhưng mà cái dòng 18 mình nó có rơ lắc nhẹ, anh em nhìn kỹ nha. Đâu rồi mình đưa vô, mình nãy giờ để ngoài camera. À đây nè. Đó, đầu lắc đó mình thử cho anh em coi á. Đó, nước xi nè, tem nè. Thân nguyên bộ này ha, mình bán giá là 1.000.000 nha anh em. Còn khá đẹp. Đó, pin zin nha, pin zin 1.3 nha. Chỉ có 1.3 thôi. Pin bây giờ đã 2.5 3 chấm rồi. Món này là pin zin theo máy thì có sao mình bán vậy, còn sạc tốt mà mình bán. Nguyên bộ. Pin li-ion. Pin li-ion thì cầm điện rồi để nửa tháng rồi lấy ra nó bóp vẫn chạy thôi. Có điều dung lượng nó 1.3 nữa, mình làm việc nhẹ ha. Anh em nào làm thợ điện thạch cao á, bắn thạch cao nhẹ, mở góc vít rồi nhỏ, mở máy rồi như mình á, xài cây này rất là ngon. Đó. Rồi, mình có như đây thôi, hôm nay mình lên được như đây. Rồi các anh em coi có món nào, bộ nào mà kết thì điện thoại cho mình. Chuyển khoản mình gửi hàng được theo, hôm nay đầu tuần rồi gửi được rồi. Cuối tuần mình cũng ngại lên clip rồi gửi không có được. Mấy nay cũng bận quá, không có nhiều thời gian. Đó. Thì thôi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình ha.
thì có hàng mình sẽ up lên, mình cố gắng giá tốt nhất có thể thôi cho anh em. Rồi anh em nào quan tâm cái máy móc thì dụng cụ pin ha, thiết bị điện hàng dịch ha, anh em đăng ký kênh của mình ha, có hàng mình up lên cho anh em tham khảo. Rồi cảm ơn tất cả anh em, rồi hẹn gặp lại trong clip sau.